thế giới 24 giờ qua. Đằng sau sự trỗi dậy của điện mặt trời là cả núi than đá từ Trung Quốc. Điện mặt trời có thật sự sạch? Cuối cùng thì rất có thể năng lượng mặt trời lại trở thành tác nhân gây ô nhiễm hàng đầu trên thế giới, làm xói mòn những thành tích đạt được trong công cuộc giảm thiểu khí thải nếu áp dụng năng lượng mặt trời rộng rãi. Trong nỗ lực giảm bớt sự phụ thuộc vào năng lượng hóa thạch, tại Mỹ và nhiều nước châu Âu ngày càng xuất hiện nhiều bộ thu năng lượng mặt trời. Tuy nhiên, phương Tây đang đối mặt với một câu hỏi hóc búa khi lắp đặt các tấm pin năng lượng mặt trời trên mái nhà hay các sa mạc. Hầu hết các tấm pin đều được sản xuất bởi những nhà máy chạy bằng than đá ở Trung Quốc. Điều đó có nghĩa là ngành công nghiệp năng lượng mặt trời của Mỹ và châu Âu phải phụ thuộc vào than đá Trung Quốc, loại nhiên liệu bẩn tạo ra lượng khí thải carbon rất lớn. Hơn nữa, trong vài năm tới, lượng khí thải sẽ còn tăng lên do các nhà máy sản xuất tấm pin ở Trung Quốc mở rộng quy mô sản xuất để đáp ứng nhu cầu gia tăng mạnh mẽ của các nước phương Tây. Cuối cùng thì rất có thể, năng lượng mặt trời lại trở thành tác nhân gây ô nhiễm hàng đầu trên thế giới, làm xói mòn những thành tích đã đạt được trong công cuộc giảm thiểu khí thải nếu áp dụng năng lượng mặt trời rộng rãi. Từ nhiều năm nay, các nhà sản xuất tấm pin năng lượng mặt trời của Trung Quốc đã tận dụng lợi thế nguồn điện giá rẻ, mà chủ yếu là nhiệt điện chạy bằng than đá, để thống trị thị trường toàn cầu. Hiện các nhà máy Trung Quốc cung cấp hơn 3/4 lượng polysilicon tiêu thụ trên toàn thế giới. Theo Johannes Bernruter, một chuyên gia phân tích trong ngành, polysilicon là nguyên liệu quan trọng để làm nên các tấm pin năng lượng mặt trời. Các nhà máy sản xuất polysilicon tiêu tốn rất nhiều điện năng, do đó tiếp cận được với nguồn điện giá rẻ sẽ là một lợi thế cạnh tranh rất lớn. Trung Quốc đã xây dựng hàng loạt các nhà máy nhiệt điện than ở những vùng như Tân Cương và Nội Mông để hỗ trợ các ngành tiêu tốn năng lượng, điển hình như các nhà máy sản xuất polysilicon. Theo Fan Weizhou, giáo sư đại học Cornell, quy trình sản xuất một tấm pin ở Trung Quốc tạo ra lượng carbon dioxide lớn gấp đôi so với châu Âu. Ở một số quốc gia hoặc khu vực không bị phụ thuộc quá nhiều vào nhiên liệu hóa thạch để tạo ra điện như Na Uy và Pháp, lắp đặt tấm pin của Trung Quốc sẽ không thể giúp giảm lượng khí thải. Tuy nhiên, các nhà khoa học vẫn cho rằng những tấm pin năng lượng mặt trời từ Trung Quốc vẫn sẽ làm giảm lượng khí thải carbon ròng về dài hạn. Lượng khí thải giảm thiểu sau vài năm đầu sử dụng, một tấm pin có tuổi thọ khoảng 30 năm, có thể bù đắp lượng khí thải tạo ra trong quá trình sản xuất nó. Không có than đá Trung Quốc thì điện mặt trời không rẻ đến như vậy. Chính phủ và các doanh nghiệp ở một số nước phương Tây đang nỗ lực tách ngành năng lượng mặt trời khỏi than đá. Các công ty mua năng lượng tái tạo sẽ ưu tiên cho các tấm pin sạch khi tài trợ cho các dự án năng lượng mặt trời. Tại Mỹ, chính quyền liên bang đang nghiên cứu dự luật tương tự. Các chính sách này cũng giúp xây dựng lại ngành công nghiệp năng lượng mặt trời của phương Tây, vốn đang bị thua chột trước sự cạnh tranh gay gắt từ Trung Quốc. Trong 2 năm qua, sản lượng điện mặt trời tại Mỹ đã tăng 48%, tại châu Âu tăng 34%. Những khách hàng lớn nhất có tầm ảnh hưởng lớn đến chuỗi cung ứng. Hy vọng là năng lượng mặt trời sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh và chúng tôi muốn đảm bảo đó là tăng trưởng bền vững. Jens Snock, chuyên gia đến từ Renewable Energy Buyer Alliance, liên minh đại diện cho Amazon, Salesforce và hơn 200 doanh nghiệp khác cho biết. Tháng 11 tới, các nhà lãnh đạo thế giới sẽ họp tại Scotland để thúc đẩy nỗ lực giảm lượng khí thải nhà kính. Một phần của nỗ lực đó bao gồm thuyết phục Trung Quốc, nước tạo ra nhiều khí thải nhất, giảm mạnh lượng điện tạo ra từ than đá để giảm khí thải. Tại cuộc họp các bộ trưởng môi trường nhóm G20 hồi tháng trước, Trung Quốc và Ấn Độ đã từ chối thỏa thuận cắt giảm sản lượng điện từ các nhà máy chạy bằng than. Tìm ra sự lựa chọn thay thế không phải là chuyện đơn giản. Sự cạnh tranh từ Trung Quốc đã buộc nhiều nhà máy của Mỹ phải đóng cửa. Tại nhà máy ở Đức, Wacker Chemie, nhà sản xuất polysilicon lớn nhất của châu Âu, phải chịu đựng chi phí điện năng cao gấp 4 lần so với các nhà máy sản xuất tại Tân Cương. Trung Quốc đã đẩy giá tấm pin xuống thấp tới mức điện mặt trời giờ còn rẻ hơn cả điện tạo ra từ nhiên liệu hóa thạch tại rất nhiều thị trường trên toàn thế giới. Mỹ và châu Âu tràn ngập các tấm pin năng lượng mặt trời nhập khẩu từ Trung Quốc hoặc từ nước khác, nhưng sử dụng các vật liệu quan trọng được làm ra tại Trung Quốc. Nếu Trung Quốc không sử dụng than đá, thì năng lượng mặt trời không rẻ đến như vậy. Chuyên gia nghiên cứu Robbie Andrew đang công tác tại một viện nghiên cứu ở Oslo nhận xét, một số nhà máy sản xuất polysilicon ở Trung Quốc có thể dễ dàng đáp ứng yêu cầu của phương Tây. Ví dụ Tongwei, nhà sản xuất lớn nhất thế giới, có một vài nhà máy chạy bằng thủy điện. Tuy nhiên, các đối thủ chính của Tongwei đều sử dụng nhiệt điện.
Pháp là một trong số ít các nước yêu cầu các dự án lớn phải sử dụng các tấm pin có lượng khí thải carbon thấp trong quá trình sản xuất. Điều đó khuyến khích một số nhà sản xuất của Trung Quốc sử dụng năng lượng tái tạo trong một số khâu để có thể bán tại thị trường Pháp. Hàn Quốc mới áp dụng quy định tương tự. Mức thuế cao mà Mỹ áp dụng với tấm pin nhập khẩu từ Trung Quốc cũng thúc đẩy các công ty Trung Quốc xây dựng nhà máy ở nước ngoài. Ví dụ Jinko Solar đã xây dựng một nhà máy ở Florida để cung ứng cho Nestra Energy, một trong những công ty năng lượng tái tạo lớn nhất nước Mỹ. Tuy nhiên, polysilicon mà nhà máy này sử dụng vẫn được nhập từ Trung Quốc. Sau bao lâu nữa, nền kinh tế toàn cầu sẽ trở lại ngưỡng trước khủng hoảng COVID-19? Tuy nhiên, các biến chủng COVID-19 mới đang phủ bóng đen lên triển vọng tăng trưởng của kinh tế toàn cầu, gây gián đoạn hoạt động của nhiều nền kinh tế sản xuất tại châu Á. Mùa xuân năm tới, quy mô nền kinh tế thế giới nhiều khả năng sẽ trở lại quy mô trước đại dịch COVID-19, theo tính toán của các chuyên gia kinh tế. Như vậy, nhiều khả năng kinh tế thế giới đang phục hồi đáng kể sau khoảng thời gian suy giảm tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ. Tuy nhiên, các biến chủng COVID-19 mới đang phủ bóng đen lên triển vọng tăng trưởng của kinh tế toàn cầu, gây gián đoạn hoạt động của nhiều nền kinh tế sản xuất tại châu Á. Nhiều người tiêu dùng phương Tây gặp khó khăn và làm cho khoảng cách chênh lệch giữa các nước giàu và nước nghèo ngày một lớn hơn. Tại khu vực châu Âu và Bắc Mỹ, các doanh nghiệp và người tiêu dùng đang hướng đến câu chuyện phục hồi sau đại dịch COVID-19 nhờ vào hoạt động tiêm vaccine được triển khai trên diện rộng. Tuy nhiên, chính phủ nhiều nước châu Á đang đưa ra nhiều biện pháp hạn chế xã hội cũng như buộc phải chi tiêu mạnh tay để ngăn sự lây nhiễm của biến chủng Delta, vốn được đánh giá siêu lây nhiễm. Trong khi đó, tỷ lệ tiêm vaccine COVID-19 thấp tại châu Phi đồng nghĩa quá trình phục hồi nền kinh tế của châu lục này sẽ tiếp tục tụt lại so với nhiều khu vực khác. Gần 40% dân số tại các nước phát triển đã được tiêm vaccine COVID-19, trong khi đó tỷ lệ này tại nhóm nền kinh tế mới nổi cũng chỉ mới đạt 11%, theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF. Cùng với gói chi tiêu quy mô lớn của chính phủ các nước, người tiêu dùng các nước giàu cũng đồng loạt chi tiêu tiền. Sự trở lại nhanh chóng của nhóm nền kinh tế phương Tây đã gây sức ép lên chuỗi cung ứng toàn cầu. Các thị trường lao động thiếu hụt, nhu cầu tăng vọt và lạm phát lên mức cao nhất trong nhiều năm. Tất cả những yếu tố này gây sức ép mạnh mẽ lên các ngân hàng trung ương, buộc họ phải áp dụng các biện pháp rút đi chính sách nới lỏng tiền tệ dễ dãi nhằm hạ nhiệt nền kinh tế, gây sức ép lên quá trình hồi phục của nền kinh tế. Kinh tế khu vực đồng tiền chung châu Âu trong khoảng thời gian 3 tháng tính đến hết tháng 6 năm 2021 tăng trưởng 18,3%. Tốc độ tăng trưởng cao hơn so với kinh tế Mỹ. Khoảng thời gian suy thoái kinh tế đã chấm dứt, theo dữ liệu của cơ quan thống kê thuộc Liên minh châu Âu EU. Quan chức EU dự báo, kinh tế châu Âu sẽ trở lại ngưỡng trước đại dịch COVID-19 trong quý cuối cùng của năm ngoái. Tại Mỹ, sản lượng kinh tế trong quý 2 năm 2021 tăng trưởng 6,5% và tăng lên trên ngưỡng trước đại dịch COVID-19 nhờ chi tiêu tiêu dùng và đầu tư doanh nghiệp mạnh lên. Việc kinh tế Mỹ trở lại quy mô trước đại dịch COVID-19 và tăng trưởng kinh tế khu vực đồng tiền chung châu Âu tăng trưởng mạnh, đồng nghĩa kinh tế thế giới đã được trở lại ngưỡng của năm 2019, theo chuyên gia kinh tế tại Capital Economics và Oxford Economics. Kinh tế khu vực đồng tiền chung châu Âu tăng trưởng cao hơn dự báo, giúp thu hẹp khoảng cách sản lượng kinh tế toàn cầu, theo OECD. IMF dự báo kinh tế toàn cầu có thể tăng trưởng 6% trong năm nay. Chuyên gia kinh tế trưởng tại Capital Economics, ông Neil Sheeran nhận xét rằng cuộc suy thoái vừa qua và đợt phục hồi gần đây không giống bất kỳ những gì từng diễn ra trong lịch sử. Tốc độ phục hồi kinh tế gần đây không khỏi gây ngạc nhiên và những khung diễn biến về suy thoái trước đây không thể áp dụng cho lần này. Tôi nghĩ mọi chuyện đều có lý do của nó và không giống nhiều như các cuộc khủng hoảng khác. Chúng ta sẽ trở lại ngưỡng trước khủng hoảng,